Xin chào mọi người, mình là Chim Sẻ Nắng và kênh Chim Sẻ Nắng Official là kênh chính thức của mình. Hy vọng là mọi người sẽ follow và ủng hộ mình nhá. Đó là quân của cả 8 game thủ ở trong trận đấu này. Như vậy là Hitty ra đầu cánh, Hitfo cánh này, thế thì Minwan dâng chéo à? Hay là Phô dâng lờ cho Sẻ đánh cung, Minwan của Khóc đánh cung à? Thực ra thì với chất quân đội bạn là cho Son Kata thì với thêm Baby Hit thì mình nghĩ là làm sao cho Sẻ khỏe là ok. Bởi vì con Hitty này thì cũng cân với Hitty đội bạn. Và với cái trình độ cầm chủ lực của Sẻ thì tất nhiên là nó vẫn sẽ là ok rồi. Quả đầu 6 cây và một bầy hiêu. Chứ còn cái bài dâng lờ chéo là cái bài mà tôi đang không thực sự ưng cho lắm. Từ từ anh em mình đợi mình chút nha. Cái này mình cần phải chỉnh lại. Đây, cái này. Ok. Eclipser này là xong rồi. Ok. Mà không phải mờ mà nó chưa hiện. Làm vòng đi dò để cho bài Hitty của anh thủ Chim Sẻ một thế bài đầu cánh. Chúng ta cùng chuyển sang những màn máy khác nào. Đây là màn máy của cái thủ Jonathan Tễu. Bài cầm Roman đầu cánh này. Trận trước thì Tễu có một thế bài rất là khỏe, khiến cho game thủ Chí Công hay là đã cảm thấy rất là ối rồi ôi và quay sang ỉ ôi Tễu rồi. Sao không vào trong cánh đánh đi mà lại cứ để cái thằng đầu cánh cầm Greg ra để đánh nữa. Đã Greg rồi còn cứ bị đánh. Nhưng mà đánh như vậy là rất chuẩn bởi vì cánh của Chí Công như có mỗi công đánh thì tất nhiên là Tễu sẽ chém công rồi, còn lại đánh phù bơm đồ là xong rồi. Bài Roman này thì đang có một góc ở khu vực đó là 3 giờ. Chúng ta có bàn máy của game thủ anh Huy, Phonesian một voi. Huy là một bài ở trong cánh góc 12 giờ sau lưng nhà Chim Sẻ. Và liệu rằng có một bài đấu dâng chéo đến từ game thủ không được Khóc hay không thì còn phải phụ thuộc vào bài của Khóc nó có khỏe hay không nữa anh em ạ. Giải quyết con voi này, đây con voi đầu tiên đưa về đến từ game thủ anh Huy. Ok, thành công. Không mất hit nào, quay đầu vẫn chết. Không được Khóc. Khóc đang có 7 hiệu đầu, đó là 7 con. Có voi. Khá là đẹp đến từ Khóc ở trận đấu này. Nhìn qua thế này là cái thế mà nó không phải là thế đẹp nhất để đánh cung A, bởi vì nó không phải thế dựa tường, không phải góc chữ A. Thì bài này mình nghĩ là Khóc sẽ dâng chéo. Còn nếu như mà Huy đánh chém nữa, đánh thế 3 chém một cung ấy thì Khóc sẽ dâng thẳng vào trong cánh luôn. Đó là tùy chiến thuật của Chim Sẻ Nắng đưa ra trong trận đấu này sẽ là gì thôi. Bởi vì Sẻ sẽ người quyết định xem là các game thủ ta sẽ thi đấu như thế nào. Bởi vì Sẻ đồng cánh thì bắt buộc phải có một người dâng ít nhất là một người. Còn nếu mà được nữa thì là 2 người Tễu một mình một cánh. Chúng ta cùng xem chiến thuật. Bài Khóc thì ok rồi. Yêu đầu đôi voi quả phụ bài móc binh. Huy mà tự tin đánh cung thì để Khóc dâng chéo. Còn nếu mà Huy đánh chém dâng lờ cho Sẻ thì Khóc dâng trong cánh kiểu gì cũng sẽ yếu một nhà bên phía đối bạn. Với cái bài Minwan nó lại đang khá là đẹp như thế này. Với cái bộ bài mà trong map đấu bên kia không chém tuyển thì bài Khóc đẹp như thế này thì mình nghĩ là không hề ngán bất kỳ thí sinh nào rồi. Ai cũng có thể chơi được với một bài Minwan như thế này. Thậm chí nếu như để tôi cầm Minwan trận này thì có khi là bên kia vẫn hơi khó chơi. Tôi chém cũng rát các bạn ạ. Vâng, và đến với trận đấu này thì cũng xin giới thiệu anh em giải đấu AE 44 Random Thiên Khôi Cup 2023 sẽ được phát trực tiếp và duy nhất trên 2 nền tảng Thiên Khôi eSports của Thiên Khôi eSports, đó là fanpage Thiên Khôi eSports và channel YouTube Thiên Khôi eSports. Thì giải đấu chúng ta sẽ khởi tranh từ ngày 1 tháng 8 đến hết ngày 6 tháng 8 năm 2023. Anh em nhanh tay like, follow và đăng ký kênh cũng như là fanpage và channel YouTube của Thiên Khôi eSports để ủng hộ cho ban tổ chức giải đấu và ủng hộ cho các game thủ của chúng tôi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi, như vậy là chúng ta sẽ đến với màn máy game thủ Chim Sẻ. Một lát nữa sẽ quay lại cánh Khóc và cánh của máy của Khóc và Huy để xem anh em đi dâng như thế nào. 24/28 bài Sẻ bình thường. Có thêm 7 hiêu nữa ở đây. Khá là nhiều tin nhắn. Không à. Vâng, 26 dân đến từ thủ Chim Sẻ. Bài hơi xấu thì Sẻ trong trận đấu này. Đây là một máy của game thủ anh Huy. Huy 26 dân. Như vậy là Huy sẽ đánh cung ôm nhau với Chim Sẻ và Khóc sẽ người dâng chéo. Tễu cầm Roman một mình một cánh. Cánh kia mà lại là Kata cho Son nữa thì sẵn nhặt. Thế này là thế mà mình nghĩ Tễu làm được. 26 dân cũng 2 voi bầy hiêu về cũng đẹp. Ép nhân đôi cả vàng cả gỗ khung nhà. Giá P. Rồi bạn vào quản Khóc thì Khóc chạy sang nhà Huy. Bên kia Huy chết một dân và Gandhi cũng chết một dân giống Huy. Gandhi cầm Kata. Mà Gandhi cũng xấu thôi. Thì đây là máy của game thủ không được Khóc. Vấn đề là màu 4 đầu cánh. Màu 4 đó chính là Tịnh Văn, người được cầm con Hitty. Ở đây Hitty cũng đầu cánh này. Có khi cho Son Kata cánh kia thật, Baby hit cánh này. Có nhận định của tôi có khi lại chuẩn đây các bạn ạ. BMBL thiết kế bài không sẽ kích trong đầu 10 nhưng mà lực siêu khỏe. Hai quả phụ. Và 10 phút 39 trong trận thiếu này dành cho anh thủ không được khóc. Rồi, cơ cấu dân khai thác mỏ vàng mình thôi. Chúng ta cũng xem Khóc sẽ thi đấu như thế nào khi mà nhìn thấy Hitty đội bạn như thế này rồi đang xin giò rồi. Và làm gì? Bơm thịt cho Chim Sẻ kích đời bởi vì bài sẽ xấu. Đi ăn hoang thêm mỏ quả nữa, chờ công giáp. Rồi xiên luôn tân dân màu 4 này. Màu 4 nhìn giống kiểu màu 4 này là kiểu lồi lồi ra ngoài. À không, nhà ở đây luôn. Thế là màu 4 trong cánh đấy. Ông này là màu 4 trong cánh rồi. Và đầu cánh của Chim Sẻ thì chưa biết là ai, nhưng đây là màu 4 trong cánh. Cái thế này không phải là thế màu 4 đầu cánh các bạn ạ. Thế này là thế màu 4 trong cánh, nhà trồi lên. Và có một nhà sát mép bản đồ gần nhà Sẻ. Đây là L2. Chứ không thể nào đây là một bài đầu cánh mà lại xa như thế này được cả. Chính xác là lại gần nhà Sẻ như thế này được cả. Đây rồi. Đầu cánh của Chim Sẻ đây này. 5 2 xin lỗi, no 1. Đúng, Baby hit cánh này luôn. Đây rồi, cánh kia Teo đối đầu Kata cho Son thì chuẩn bài. Cái này đánh hai cung cũng giống chúng ta. Và các bạn sẽ người dâng chéo thì chắc chắn là Teo sẽ thắng cánh rồi. Và Teo sẽ người bơm được đồ. Teo cầm Roman đối đầu với một cho Son là một Kata thì chắc chắn thắng cánh lên đời đập dân thôi. Bò mất rồi. Thôi được rồi thì làm tạm hai dân vậy. Ơi, mất con giò này, lãng xẹt tới em dai. Chém Hitty. Hitty này lên đời muộn, vừa mới lên đời đến từ Tịnh Văn. Nhưng mà chắc ông này lên đời còn sớm hơn Sẻ. Timeline là 29/32. Đây là màn máy của game thủ Chim Sẻ bắt đầu bị xiên. Ai là người dâng chéo cánh này? Màu 1 đó là Ganni, người chết một dân. Ganni là người cầm Kata dâng lờ chéo. Và Huy và Sẻ sẽ phải thủ nhà với nhau ở trong tình huống này. Thật chuẩn. Bởi vì cánh này cũng là cánh hai cung. Đang cố gắng bo nhà. Ganni đang đợi lạc đà. Và Ganni và vân vào được với đầu chứ lệ. Timeline 26. Ok, mới bò nhỏ. Đau. Vâng, đang cố gắng kín lại, lọt lạc đà vào trong nhà như thế này là rất nguy hiểm. Huy đã có cung R rồi, vào cứu thôi. Ok được rồi, có Huy có cung R đây rồi là được. Huy lên sớm, kê được. Mặc dù đây là bài đấu chết dân đấy anh Huy, nhưng mà lên đời sớm hơn Sẻ. Ông Sẻ còn phải nhận búp đồ nữa cơ. Đây là máy của đối thủ Chim Sẻ. Sẻ tham lai 26. Màu 2 hình như là đẩy luôn đến từ đội bạn thì phải. Đang cố gắng giật lại cái hốc này cùng với Huy đến từ cái thủ Chim Sẻ. Vẫn còn nguyên khoanh ruộng của mình, vẫn nở được. Tham lai là 28 đấy, đủ Chim Sẻ thôi. Nhưng quan trọng là Khóc phải chém được. Màu 3 đã bỏ qua Tễu để vào quản Khóc rồi. Và Khóc đang đi cùng cả màu 2, màu 4. Ui, lạc đà này chém cả hai cùng đội bạn. Tham lai là 25/36. Nhưng bài đấu này chém được cả dân Ganni tới từ cái thủ không được Khóc. Nói chung là lạc đà của Khóc đông như thế này thì ông màu 4 cũng yếu thôi. Màu 4 cũng lên muộn. Và màu 2 bắt buộc phải sang thủ với màu 4, chứ không thì màu 4 này cũng bay. Thành ra là ông Sẻ lại có thời gian để nở lại. Và nếu như đói quá thì Tễu sẽ nuôi tất. Bởi vì trận này Tễu ở đầu cánh đánh phù là ông màu 3 này không làm gì Tễu rồi. Thì chắc chắn là Tễu có thể có bài đánh phù bơm đồ giống hết trận trước. Đó, thì chúng ta sẽ có người bơm. Còn cái bên kia thì Ganni đi dâng thì một lát nữa Khóc sẽ phải vào là người quản, hoặc là Tễu phải tách một giò một chém đi quản màu 1 của Ganni. Bởi vì cánh đấy Tễu bắt buộc phải thắng cánh, chẳng có lý do gì để thua cánh đấy cả. Cầm Roman solo cho Son thì không thể thua cánh được. Đây là màu 2, còn lâu mới qua được ông Khóc. Thế cho nhanh. Đợi tí. Đang đi màu 4. Đấy các bạn nhìn thấy nó một không thể nào qua được chỗ BL này của Khóc. Một lát nữa kéo tơn lật đà kia về chém cả màu 2 màu 4 luôn. Màu 4 này thì còn không nở được với Khóc cơ. Nói chung là Sẻ và Huy chỉ đỡ màu 1 Ganni thôi. Đây màu 4 lại lủng này, Tịnh Văn này. 7E liên tục rồi. Tham lai 25, màu 1 liên tiếp phải đứng quân kê nhà cho màu 4. Bắn máy cái thủ Chim Sẻ tham 30 chưa? À vâng, tận 40 cơ. Ok. Ganni vẫn đang lọt vào trong nhà với 3 lật đà nào. Nhầm rồi, 4 cung R với E3 lạc đà và Ganni cứ cắm đầu chạy. Và rồi xong rồi, tham 40 như vậy là sau tên này thì Sẻ sẽ nở cực kỳ mắc binh, thiếu gì bảo Tễu. Gỗ rất nhiều, BCB sủng ra. Đây là máy của Huy Sứt. Huy Sứt tham lai là 50. Rồi, bắt nốt lạc đà Ganni. Anh Ganni cứ giải lạc đà chạy này. Đúng rồi. Thêm là thiếu gì bảo đồng đội bơm. Khỏe, Huy gỗ 2 đây rồi. Rất là lực. Và đây là Tễu. Đấy, Tễu tham lai 3x đội bạn dummy Tễu à. Vâng, như vậy là Tễu cần bị dummy, ông nào dummy đấy. Ông bộ 3 thủ y, xin lỗi các bạn là không phải là dummy mà là thủ y, Tễu phải dummy ngược ạ. Sao lại Roman đánh với cho Son lại khổ thế này? Sao lại dummy ngược cái ông cho Son này? Ok. Nhầm à? Anh ơi. Ôi anh ơi là anh ơi, em cắn răng cắn gò em lại cái trần đời em thấy thằng nào đánh chế chứ anh cả. Sao lại không công vụ lên cái thằng cho son này mà lại đi đâm đi ngược với nó. Vâng, khó hiểu thật sự. Vâng, còn chưa đi quản được ông 11 đến từ chú Tễu cơ, hơi ảo rồi. Vâng, tại sao lại phải đi đâu đâm đi ngược con cho son này nhở? Vâng, anh ơi là anh nữa, em thần kinh với anh mất. Thôi sẽ vào cuộc khóc thôi, khóc bên này tham lai 30 vẫn đang rất khỏe. Màu 3 cũng không quản được khóc nhiều. Nói chung là màu 2, màu 4 chưa đi được quân. Thì cái gì không có vàng trong tôi thề các bạn luôn. Ông nào bảo Tễu không vàng trong. Một mỏ vàng xếp bản đồ 3 giờ đang ăn túi bụi kia. Ông nào bảo Tễu không vàng trong. S nhân đôi ở trong cái cánh rừng già 3 giờ mà anh em bảo Tễu không vàng trong mà không đánh phù được. Vâng, 3L lên chú Tễu đây, mỏ vàng xếp bản đồ gần rừng già kia mà anh em bảo Tễu không vàng trong. Trận này là hơi loằng ngoằng đi chú Tễu, nhưng mà nói chung là vẫn sẽ thắng cánh thôi, nhưng có điều nó mất thời gian quá. Đáng ra là phút thứ 18 là phải thông cánh này, bây giờ đến tận phút 23 chưa xong là hơi muộn. Nhưng mà thôi cũng được, thắng là được anh em ạ. Xẻ đây rồi, đi cùng với Huy. Chưa nghe thấy gì. Và Xẻ đang cầm cánh tay phải của mình lên và tự đánh vào cánh tay trái. Thắng này là ở số là 72. Vâng, cánh tay phải là Huy thì cánh tay trái là No 1 thì chẳng cầm cánh tay phải của mình để đánh vào cánh tay trái thì còn gì nữa. Vâng, hai tay này ở hai bên chiến tuyến thành ra là không xong kiếm hợp bích với nhau. Bây giờ thì cầm cánh tay phải của mình lên quật vào cánh tay trái. Và Huy và Sẻ đang đi cùng nhau. 57 dân nữa No 1 kinh đấy, ông No 1 dọn này học được cái bài sóc dân ở ngoài 48 rồi, kinh thế. Dọn này sóc dân khỏe phết. Năm nay là 75 dành cho thủ Chim Sẻ. Bây giờ thì hai cung đi cùng nhau rồi, Gandhi là có lạng đà đảo ở đây và Sẻ đang lùi lại một nhịp. Cung L này là cung L dường như là chưa đổ máu. À không, có cả đầu máu rồi cơ. Khỏe nhờ. Có cả đầu máu rồi anh em ạ. Nhưng mà lượng quân chúng ta vẫn đang là hơi ít. Thì màu 4 thì không nhiều quân, nhưng mà No trận này khỏe quá. 61 dân đảo vàng rồi, tham chúng ta thì đè gọi là tầm 73 thôi. Nhưng mà có điều là chưa ốp xong cánh này thôi. Tham lai là 75 đấy thủ Chim Sẻ. Đang cố điều quân với Huy, màu 1 đang lao vào ngoái nhà game thủ Chim Sẻ Nắng một vài lạt đài, nhưng đây cũng là Hitty. Thì anh Gandhi sẽ không để ngoái được nhiều. Và bao nhiêu chết bấy nhiêu thôi. Nó không đem lại quá nhiều hiệu quả để khiến Chim Sẻ phải quá là mất tay và quá là chú ý đến những con lạt đà này. 77 đến từ cái thủ Chim Sẻ gom hết quân lên thôi. Đây em nói cái thủ Huy Sứt với Tham Lai là 87. Đây là máy của game thủ không được khóc. Khóc Tham Lai là 19. Đã bắt đầu mất tham rồi, nhưng mà nói chung là khi mà đấu quân ở mặt trên nhà màu 4 thì Khóc có thể ngoái nhà màu 4 được thoải mái. Tễu bên này thì cũng sẽ rất là khỏe với cái Tham Lai là 53. Thì trận này nếu như cái bên kia Sẻ mà cần lên 4 thì bảo Tễu bê hoặc là cho Tễu lên 4 trước luôn cũng được, bởi vì bên kia sẽ là No 1 lên 4 và No 1 cầm con Babylon thì cũng chỉ đánh mấy con hot cùi thôi. Thì con Zoman này của Tễu cơ cấu lên 4 luôn được. Tễu nhanh, nhưng mà Tễu đã đi qua sân này để đi ốp rồi. Đây là máy của thủ Chim Sẻ. Sẻ Tham Lai là 91 đang cơ cấu ra ruộng mid air liên tục. Nói chung là trận này thắng rồi các bạn, nó chỉ hơi mất thời gian một chút thôi. Đáng ra là tầm này là chúng ta thắng là đội bạn phải quit rồi đấy. Và tầm này đội bạn chưa quit, chúng ta vẫn đánh chưa vào tay. Cái thế sắp xếp mà không hiểu sao mà tôi đọc thế sắp xếp lại đúng như cái thế mà có lợi thế nhất dành cho FS luôn. Là cái quả gọi là baby hit cùng cánh với nhau để Khóc bài mắc binh dâng lờ chém yếu cả hai nhà không đi được quân. Ông Sẻ thì bị Gandhi dâng chéo rồi, cái bên kia Tễu cầm Zoman đánh với một con cho son. Thì đó là cái thế đẹp nhất dành cho chúng ta và đúng là vào cái thế đấy thật. Có điều là chúng ta vẫn chưa thắng thôi. Nhưng mà vấn đề là thời gian. Time lead. Bây giờ thì nâng đào vàng và bắt đầu bung ra đào vàng nhiều hơn đến cái thủ Chim Sẻ rồi. Đấy. Nó một đào vàng lâu lắm rồi, tầm này nó một đào mình nghĩ là đào đủ vàng rồi đấy. Mình nghĩ là tầm này nó một đào đủ vàng rồi các bạn. Đây là máy của game thủ của anh Huy. Huy tham lai là 1 lít. Vâng, sao lại để lọt nhà ấy nhỉ? Để ông cho son để ở đâu lại cứ lọt nhà đấy nhỉ? Bay bố khoanh ruộng ông Sẻ rồi. Và tham lai đầu số là 115 hơn, 14 mất nhiều dân rồi, 4 mất nhiều dân lắm rồi. Và bắt đầu lao vào ốp nhà người cầm màu 2. Xin lỗi ốp lên 4 xong chứ No 1 đây này. Không, baby. Hit yếu, hit lúc đầu chết. Vâng, hit nào? Văn nào lên 4. Màu 2 là baby mà. Baby màu 2 nó ở No 1 mà. Rồi, như vậy là bơm sẽ kích 4 đi từ Huy. À đây mình để dòng quân ra sau đi mọi người. Đấy, hit đi rồi. À đâu? Baby No 1 đúng rồi, ông này ngáo rồi. Baby, màu 2 là baby. Và tập lại là 107 quýt để mặt mũi thế nào đấy cứ bảo tôi nhập nhầm quân. Rồi đây là Sẻ. Rồi kích 4 này anh em ơi, thiếu vàng. Vấn đề thằng 3 nó ngoáy được cày thế nhờ. Thêm cả màu 1 ngoáy nữa anh em ơi. Đề nghị Huy xem nào khung nhà lại cái. Nó cứ chạy từ nhà Huy chạy sang bên này này. Rồi xong chết gần chục dân tuần này luôn. Nhưng mà nó 1 chết rồi. Nó 1 bay hết ruộng này thì không còn lực nữa rồi. Nói chung là vẫn thắng thôi các bạn ạ. Vấn đề là anh em đánh trận này tôi cảm thấy là đang hơi loằng ngoằng. Mặc dù mình là bình luận viên của FS thật, nhưng mà đánh trận này tôi cảm thấy hơi mất quan điểm. Loằng ngoằng quá. Trận này là tầm phút 23 là xong rồi. Đánh gì đánh đến tận 30 phút trong game chưa xong, lại còn đánh cả lên 4. Hơi mất thời gian và hơi loằng ngoằng. 87 đó là tháp lại tại dành cho cái thủ Chim Sẻ. À, vâng, như vậy là Sẻ dừng kích rồi. Sau đấy các bạn bắt đầu đóng BC. BC2 thì nói chung là con Hitty này lên 4 thì con Babylon thì lại càng tịt hơn nữa. Và Tễu xem dùng dịch kích 4 chưa. Đây là Tễu mới tham 75 rồi. Đấy, vừa quay sang cái thì kích 4 luôn. Nào kích kích. Honda Click anh trai ơi. Vẫn thiếu 10 vàng rồi, kích đi Tễu ơi. Rồi kích 4 đi cụ. Ok, và tỷ số là 4-2 dành cho cái thủ đến từ FS. Đây rồi. Nó phải có tí khác bọt chứ. Không thể giống như Vitamin được các bạn ạ. Nói chung là tỷ số là 4-2. Và ta cùng chờ đợi đến với trận đấu thứ 7 ngay sau đây thôi. Trận này thì sắp xếp quá hẹp để chúng ta. Và bài không thì lại rất là mắc binh, nên là cái hiệu quả mang lại thể đầu nó rất là tốt. Vấn đề là cái cách thể hiện của các game thủ nó chưa được tốt thôi. Nếu như chuẩn là chúng ta phải thắng trận này sớm hơn nữa, chứ đánh đến tầm này thì hơi muộn. Đêm đã về khuya, à nhầm, buổi chiều đã về khuya rồi. Đánh thắng sớm hơn tí thì nó chuẩn bài hơn. Nhưng mà không sao, điều quan trọng chúng ta vẫn giành chiến thắng, vẫn cần 2 trận nữa để cho có được điểm số trong buổi chiều ngày hôm nay dành cho game thủ đến từ team AE.